xin chào tất cả mọi người, mình là Yến đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những dấu hiệu nhận biết chó bị bệnh dại. Bệnh dại thường lây truyền chủ yếu qua hai con đường chính là gián tiếp và trực tiếp. Nguyên nhân trực tiếp, bệnh dại có thể lây nhiễm khi chó nhà bạn bị cắn hoặc là bị thương bởi những loài động vật mắc bệnh khác. Nguyên nhân gián tiếp, virus có thể xâm nhập qua những vết thương hở, những vết xước chưa lành, bị tiếp xúc với dịch hay nước bọt có chứa virus. Bị kích động có thể cắn mà không bị trêu chọc. Chó chán ăn hoặc là ăn những thứ khác thường như là móng tay, gậy. Chó có thể chạy mà không có lý do rõ ràng. Chó bị sùi bọt mép hoặc là tiết quá nhiều nước bọt. Thay đổi trong âm thanh, sủa khàn hoặc là gầm gừ, sủa không thành tiếng. Chó có thể bị sợ nước và sợ gió. Và chó thay đổi tâm tính thường ngày. Bệnh dại là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và trên thực tế thì chưa có cách chữa trị. Vì vậy, khi chó từ 3 tháng tuổi thì các bạn nên cho bé đi tiêm phòng dại và tiêm nhắc lại hàng năm để bảo vệ cho các bé và bản thân của mình nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của mình. Hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Đừng quên kết nối với mình cả trên TikTok và Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại!